Cảm ơn quý khán thính giả phần tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ sẽ do Quốc Huy trình bày sau đây. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì trong ngày hôm nay đã bắt đầu cử hành tang lễ cho các cảnh sát bị bắn và bị sát hại ở tại Dallas, Texas. Thành phố Dallas đã bắt đầu cử hành các tang lễ cho năm cảnh sát viên bị bắn chết vào tuần trước trong vụ tấn công bắn tỉa tại một cuộc biểu tình chống sự tàn ác của cảnh sát. Các số liệu thống kê cho thấy tính đến giờ này đã có 28 cảnh sát viên bị sát hại vì súng đạn trong năm nay ở tại Hoa Kỳ so với con số tổng cộng là 18 trong cả năm 2015. Tăng lễ của 3 trong số 5 cảnh sát viên bị giết hại đã được tổ chức hôm qua với sự hiện diện của thân nhân, công dân của Dallas và các ghế chức thi hành công lực trên toàn nước Mỹ. Hai cảnh sát viên còn lại sẽ được mai táng vào cuối tuần này. Một trong hai người này là ông Patrice Yamapiripa, Hôm qua, ông Barack Obama đã họp với các nhà lãnh đạo cộng đồng và các hoạt động của nhân viên thi hành công lực để thảo luận cách thức giữ an toàn cho công dân và đảm bảo công lý cho tất cả mọi người. Tổng thống Obama và những người khác đã hô hào đoàn kết giữa lúc căng thẳng chủng tộc gia tăng và các cuộc biểu tình ồ ạt bùng ra vì những vụ nổ súng chết người mới đây. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoang. Thưa quý vị, Thượng viện Hoa Kỳ hôm 10 tháng 7 thông qua nghị quyết lên án việc sử dụng các hành vi khiêu khích và gây hấn để thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nghị quyết có đoạn yêu cầu Bắc Kinh rút dàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vị trí hiện tại, bảo đảm nguyên trạng trước thời điểm tháng 5 năm 2014. Sự kiện này được đánh giá là thuận lợi cho ngoại giao Việt Nam, nhưng chưa rõ Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào văn bản có số hiệu bấm là SRES 412 này cũng kêu gọi Trung Quốc dừng dừng việc thực thi vùng nhận dạng phòng không gọi tắt là ADIZ trên vùng biển Hoa Đông nghị quyết trên được bảo trợ bởi thượng nghị sĩ Robert Menendez từ New Jersey đưa ra bởi ủy ban đối ngoại của thượng thượng viện Hoa Kỳ nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ cho tự do hàng hải và việc khai thác sử dụng biển cũng như không phận ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như việc sử dụng các giải pháp ngoại giao để uh, xử lý tranh chấp lãnh thổ cũng như hải phận trước đó gần một tháng trước thì Quốc hội Việt Nam đã không ra nghị quyết riêng về biển đông điều này khiến cho nhân dân Việt Nam rất thất vọng thậm chí là hoang mang kính thưa quý vị trong khi đó thì Hoa Kỳ tiếp tục xác định là có hai người nga là phần tử khủng bố toàn cầu Hoa Kỳ đã ghi tên hai phần tử chủ chiến Nga vào danh sách thuộc thành phần phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt, liên kết các đương sự với các cuộc tấn công gây chết chóc do nhóm nhà nước hồi giáo thực hiện. Có tin một trong hai người đàn ông này đang bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 13 tháng 7, Bộ Ngoại giao nêu tên hai kẻ khủng bố toàn cầu này là Aslan Agarjagrovic, B2KF, còn được biết đến với cái tên là Ami Khamjad và Ariad và Khitop là người có một số bí danh trong đó có Saman Bulgansky và Khitop người sắc tộc Tata nói tiếng Nga đã bị các lực lượng Hoa Kỳ bắt tại Afghanistan vào năm 2001 và đã bị giam tại trung tâm giam giữ Guantanamo ở Cuba cho đến năm 2004 và khi anh ta được thả ra và trở về Nga người đàn ông thứ hai bị nhà chức trách Hoa Kỳ xác định là phần tử khủng bố toàn cầu là Aslan Biotukayev là người này được cho là đã từng là thủ lãnh của nhà nước Hồi giáo ở tại Chechnya và các nước Cộng hòa của Nga gần đó trong khu vực Bắc của các Caucasus trong năm qua. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã bắt ra một hacker Trung Quốc một doanh nhân Trung Quốc là đã nhận tội xâm nhập vào các thông tin quân sự nhạy cảm, bị kết án gần 4 năm tù tại Hoa Kỳ, đó là ông Tobin, còn gọi là Subin thừa nhận đã phối hợp với các hacker trong quân đội Trung Quốc để đánh cắp dữ liệu từ các công ty quốc phòng Hoa Kỳ trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2014. Ông này bị bắt tại Canada vào năm 2014 và bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Chính phủ Trung Cộng liên tục bác bỏ việc có liên quan tới hoạt động tinh tặc nhắm vào các công ty hoặc chính phủ nước ngoài. Ngoài mức án tù 46 tháng, tòa án tại Los Angeles cũng buộc ông Tô phải trả khoản tiền phạt là 10.000 đô Mỹ. Mức án dành cho Tô Vân là sự trừng phạt thỏa đáng cho vai trò mà ông ta đã thú nhận thực hiện, đó là âm mưu cùng các khái cơ của lực lượng không quân, quân đội, giải phóng nhân dân, tiếp cận trái phép và đánh cắp các thông tin quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ. Trợ, lưỡng, à, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp là ông John Carlin nói trong một tuyên bố, Tô đã hỗ trợ cho các khái cơ của quân đội Trung Quốc trong nỗ lực tiếp cận bất hợp pháp và đánh cắp các thiết kế phi cơ quân sự tối tân là những thứ tối cần thiết cho hoạt động quốc phòng của chúng ta. Ông đã giải thích như trên thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin Hoa Kỳ và sau vài phút quảng cáo chúng tôi sẽ quay trở lại với các tin của Việt Nam. <laughs>